1. Rồi chuẩn bị chưa? 2. 3. Chưa chết chạy hả? Ừ. Dám chạy hả? Dám chạy. Nó dí bên kia. Nó dí bên kia. Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với Chobi. Hôm nay chúng ta sẽ ok. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái series, đó chính là John Cena các bạn. Thì mình vừa tạo được thế giới này nè, mình có rủ thằng Cena vô chơi cùng, không biết nó cũng có chịu không nữa. Ok, thì mình có rủ thằng Cena cho cùng. Thì ok, nó đang đứng ở ngoài rừng, nó đang làm gì vậy mình không biết nữa, mình đang trong rừng. Đấy, ok, để một chút mình đi gặp nó. Thì đối với các bạn, một tập thì mình sẽ cho nó cái gì đó đấy các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ comment lại kêu mình cho cái gì Xin, thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình đi ra để mình kiếm thằng Xin này. Xì, ủa cái đường ra ở đâu ta? Xin đâu ta? Ok, giờ mình đi ra đây nè, như nó ngoài này nè. Ủa nó đâu rồi? Xin rồi. Xin. Ủa Xin rồi. Bắt đầu. Ok, nó kìa. Hey Xin. Ủa, tại sao ngươi lại ở đây vậy? Trời ơi. Đây là thế giới ta. Ủa, ta nhớ đây là cái thế giới mà ta tạo ra mà. Trời ơi, tại sao ngươi lại ở đây? Trời, ủa tao dụ mày chơi trùng. Ta hát vô chơi trùng á. Nó không có biết mấy cái vụ đâu bạn. Nó chưa bao giờ sinh tồn á. Ê, nó không bao giờ biết đâu. Ok. Là làm gì đây? Ủa? Cây này bự vậy? Ủa sao mình không đánh được? Đè vô. Chưa bao giờ sinh tồn mà. À, thì ra là như vậy á hả? Rồi. À. Đấy. Thôi, ơi bây giờ tụi mình thi xây nhà đi. Ok không? Ok, tiện thể là hai anh em mình á trong cái thế giới này nè, cho nên giờ chúng ta hãy solo xây nhà đi coi giỏi hơn. Trời, chắc chắn là tôi rồi. Ok, chắc chắn là tôi vậy. Ok, giờ ta đi vô rừng ta lấy đồ nha, mày đứng nó đi. Ok, cứ thích thì đi. Ok, mình sẽ vô rừng. Hôm nay mình cho nó bằng cái nhà kim cương các bạn. Ok, bây giờ cái nhà kim cương của mình á, quên nữa, mình game mất một. Đó, nó sẽ không có biết đâu. Ok, bây giờ mình sẽ lấy kim cương thiệt là nhiều luôn các bạn ơi. Đó. Ok, bây giờ mình game mất không. Đó, ok. Bây giờ mình đi ra để cho nó giả giờ như là mình không biết gì á các bạn. Nó chưa bao giờ sinh tồn đâu, nên nó không có biết. Ok, bây giờ Xin ơi, ta có đồ để xây kim đồ rồi. Ta có đồ để xây nhà rồi. Trời, mới sinh tồn mà mày đặt có đồ thôi, đừng có tự cao quá. Tôi mới biết chơi á, nhưng mà đừng có coi thường luôn nghe chưa. Trời ơi. Ok, giờ tôi xây nhà nha. Ok. Ok bạn ơi, mình có kim cương, mình xây nhà một chút. Nó sẽ không có biết đâu. Nó đâu có biết mình game mức 1 đâu này. Như vậy nó cũng chưa bao giờ sinh tồn á, nên nó không có biết mấy cái vụ mà có kim cương rồi đâu này. Nó không có biết cắt lấy kim cương nên mình muốn nấu hay sao cũng được ấy. Ok, giờ mình xây cái nhà thiệt là bự luôn các bạn. Đó. Ê. Trời. Ok. Nguyên đống kim cương này là xây là tới mai luôn các bạn. Xì nó ngu lắm các bạn ơi, nó ngu. Tại vì nó bạn của con nước nên nó ngu lắm. Ok. Nó rồi. Nó đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ mình xây xong mình khoe nó các bạn. Mình sẽ thắng cái trận này. Nó đâu có biết mình để lấy kim cương đâu. Đấy. Nó đi đâu rồi ta? Ok. Xây cao lên nó. Mình xây xong là mình có được rất là nhiều kim cương. Bây giờ một chút mình sẽ
tròn nó hỏi nó mày làm sao làm gì có kim cương được như tao, tao là một thằng nhà giàu đúng không, xin của bắp nó sẽ buồn đúng không, giờ mình sẽ dụ nó tại vì nó rất là mê gái các bạn, xin rất là mê gái đấy, mình sẽ dụ nó là tao xây nhà kim cương nhiều, tao sẽ có gái đi theo tao đấy, nó sẽ rất là buồn tủi thân đấy, tại sao nó không làm được như mình. Ok, nhảy qua. Ủa nó đâu ta, không mình không biết. À kìa, ủa nó xây nhà rồi, nó bắt đầu xây nhà rồi. Thì xin nó biết kim cương là cái gì nhưng mà được cái là nó không có biết tại làm sao lấy kim cương ấy, thì muốn mình sẽ chỉ nó, hoặc là nó kêu nước chỉ nha các bạn ơi. Đó, trời ơi, đây đi xuống mình khoe nó cái từ từ. Ê xin ơi. Ủa, hả xin cái nhà đẹp không? Cái gì đây? Nhà. What? Nhà của tao đó. What? Cái gì? Đẹp không? Trời ơi. Ủa cái này là bằng kim cương á hả? Đúng rồi. Nó nhà tao á, đẹp cái không? Gì hả? Trời ơi, tại sao lại có thể chứ? Ê chơi hack à? Không có chơi hack nha trời. Đâu. Đừng có thảo, không có chơi hack. Không có hack. Không có ha. Vậy làm sao để xây được vậy? Tao đi đào tao lấy được kim cương mà. Cái gì vậy ta? Không lẽ mình thua trời. Ok. Cái gì? Tao đi đào lấy kim cương. Lấy kim cương thiệt mà. Mình không biết nó tin không nữa, mình xin nên nó khôn hàng nước rất là nhiều các bạn. Không biết được. Không biết nó có tin mình không rồi. Kệ đi. Ok. Giờ mình sẽ lấy cái này. Đó. Ok, mình đập mấy cái này ra đi. Nhà của mình đẹp cũng không kém. Mình thắng chắc rồi. Gì thắng chắc rồi. Nhà của mình đẹp ghê luôn. Nhà mình đẹp không kém mà. Nhà gì mà đẹp chứ. Nhà tao xây kim cương nè mày. Nhà xây kim cương nè. Không có kim cương. Để giờ coi. Mà nó không có kim cương nên không biết đâu các bạn. Ok, giờ mình sẽ xây thêm. Ý. Đây. Vô. Đó. Ok. Bây giờ mình lắp cái nóc nhà lại. Ok. Ý, con này bị dư rồi. Dư nữa kìa. Ôi hết kim. Ôi không biết. Ôi không tin là như nay kim cương mà cũng không đủ luôn các bạn. Mình cho được xin nó ngu gì đâu, nó không, nó khờ quá các bạn ơi. Ok, nó ngu hay là giả ngu mình cũng không biết nữa, thằng này nguy hiểm lắm, xin nó khôn đó các bạn, đừng có đùa với nó. Tôi nói thật ấy, nó khôn hơn thằng nước cỡ gấp mấy lần ấy. Bây giờ tôi sẽ xây xong, bắt đầu tôi sẽ khoe nó. Chết rồi, không đủ kim cương. Ok. Ý có con gà trong nhà mình kìa. Ôi. Ha. Ok, bây giờ mình sẽ sắp xong rồi bạn ơi, mình sẽ sắp xong nhà rồi. Trời ơi, nóc nhà này khá là bự các bạn ơi. Ok, xây hết cái này đi. đẹp rồi. Nhưng mà nó bị mấy cái lỗ này khó chịu quá. Để mình coi đây. Ê, để mình nhìn một, nó không có biết đâu. Để mình lấy thêm cái cúp. Ok, mình đi vô, mình đập. Đó, xong rồi. Ok, mình ơi mình giết con cù để mình lấy len. Mày. Ok, mình có len rồi, mình có 3 cục len. Hình như mà cái này nó cần len đủ màu mới làm được thì phải.
mình phải đào gỗ đi lấy bằng chế tạo. Ok, giờ mình về nhà coi sao rồi. La 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 lu la. Yeah, có bằng chế tạo rồi nè. Ủa gì vậy? La 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 la. Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Ôi trời ơi, ủa gì ha? Ủa, nghe nói là xây nhà ghê lắm mà sao xây nhà vừa lũ quy lỗ. Trời, quay ủa xây nhà, đi. Ủa xây nhà mình bị lũ quy lỗ người ta. Trời gì vậy? Chắc mình quên cái chỗ này. Chắc do chỗ này mình quên lắp. Để mình lắp lại nha. Ủa? Lũ quy lỗ xấu quá à. Ờ, mình phải lắp đi nè. Ok, xong rồi, ha ha ha. Xin khùng. Ok, để hai cái này ra làm cái máy che các bạn. Đó, nhà mình là hơi bị bự luôn. Ok, mình sẽ tận dụng mấy cái mà bị lỗi ra nè. Đó, mình xây thành cái tường. Ok. Ờ, cái này nữa, như này nữa. Ok. Ê, mày dám lấy đồ của tao thì ra thằng kia nó ăn cắp kim cương. Thằng xin nó ăn cắp kim cương các bạn ơi. No. Xin ăn cắp kim cương. Quỷ xin nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ôi, chết chạy đâu? Ok, xe nhà tiếp nào. Cứ giả bờ xe nhà tiếp nào. Ờ, sao cắp kim cương của tao? Ủa, ăn cắp gì? Nãy tao mới thấy mày lấy kim cương nha. Ê, không có rồi nha. Ê, tao thấy mày ăn cắp kim cương của tao nha. Nãy giờ đang xây nhà ở nha. Xạo không bạn, các bạn có thể thấy là nó ăn cắp kim cương của mình thiệt. Ê, sao ăn cắp kim cương của tao kỳ vậy? Ê, đừng có đỡ thừa nha, bạn quá đáng lắm luôn. Bạn chơi bạn ăn cắp kim cương của mình. Mình có ăn cắp đâu, bằng chứng, bằng chứng. Hồi nãy mình thấy bạn lấy đàng hoàng nha. Có một người thấy, có một mình bạn thấy, ai tin? Ờ, các bạn có tin không? Trời ơi, núp xin kỳ quá. Ai thấy xin nó lấy kim cương mình nhớ để comment ở bên dưới nha các bạn. Đó, nè một chút. Có mình thi ha, thấy trời ơi, đi đỡ thừa. Tật tức quá. Chạy. Chạy tao kim cương. Chạy tao kim cương. Ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Chạy tao kim cương. Chạy tao kim cương đây, thằng xin này. Chạy tao kim cương. Nhanh lên. Đâu, tôi có lấy đâu. Xạo mày. Lấy chạy tao lấy cái cúp đặt. Đâu. Thôi, bây giờ tao mày không có đánh nhau vậy nữa. Bây giờ đi. Xây. Coi coi bây giờ nè. Tao mày sẽ lấy kim cương này. Lấy kim cương, thấy không? Ok. Mình chế tạo bộ giáp. Xong mình đánh lại nhau, con nào chết trước, con nào chết coi như là thằng đó ăn cắp. Rồi ok, thích luôn, không có ngán đâu. Rồi, ok, rồi về nhà chế đi bạn. Rồi. Ok, bạn tự liệu chế. Ok, bây giờ mình lấy kim cương về. Mình sẽ chế tạo ra. Thằng xin này nó dám. Nó ê, nhà mình như các bạn chế tạo sẵn rồi. Nó dám ok, chế tạo rồi. Ồ, chính kim cương. Nó dám lấy đồ của mình phải giết nó. Mình phải đánh nó cho bằng được này. Thằng nào thua là coi như là thằng đó ăn cắp. Đó, mình không muốn bị ăn cắp đâu. Hay là để mình có lấy một ít kim cương. đi lấy gỗ, có gỗ mới chế được kiếm kim cương các bạn ơi. Rồi nhanh lên. Một gỗ nữa là xong rồi, mình với nó tỉ hí các bạn. Ok. Có gỗ rồi. Bây giờ mình vô mình chế cái kiếm kim cương nữa rồi mình sẽ đánh nó luôn. Thằng xin này lá quá. Cuối cùng mình cũng đã chế xong được bộ giáp kim cương rồi. Cái gì? Tại đây. Solo. Có kiếm chưa? Ghê. Chuẩn bị chưa? Đừng có tưởng bạn chỉ có kiếm ở nhà tôi cũng có đó nha. Rồi. Một. Rồi chuẩn bị chưa? Hai. Ba. Chơi chạy hả? Dạ. Dám chạy hả?
dám chạy. Nó dí mình kìa. Nó dí mình kìa. Ê các bạn, mình bây giờ mình tôi nhiều rồi nha bạn. Mình quá đáng lắm mình rồi đó. Mình dùng được cái lệnh mà kêu các bạn, mình sẽ dụ nó, mình bắt đầu mình kêu nữa. Rồi xong mình nói là mình dí được nó. Okay. Lại coi. Lại này, lại này, lại này. Lại đây. Mày chạy á. Okay, để mình. Ơ nó dám đánh mình. Ơ mình thủ. Ui trời ơi, trời ơi, không dám quýnh kìa, không dám quýnh. Này, ngon lên đây đánh thử đi. Này. No. Ok. Trời ơi bạn ơi, mình lại. Vậy. Mày hên nó con. Mày hên thôi. Giờ nè cho trả một kim cương đó. Mình bây giờ mình đây cho qua đạo nha. Vậy là hi ha, vậy là hi ha. Nhìn lộn người nào rồi nha. Hi ha, đây là nhìn lộn người nào qua lấy kim cương rồi chứ không phải xin đâu nha. Mình định cho nó mà không ngờ mình lại bị mắc cái lỗi mình bị chết các bạn ơi, nên bây giờ mình bị mất hết số kim cương đó rồi nè. Trời, bây giờ ngôi nhà kim cương thuộc của mình. Mình không thể ngờ được, mình muốn cho nó mà không thể nào mà nó, mình lại bị ngược lại những cái kết quá là đắng luôn. Thôi video của mình cũng tới đây thôi, thì các bạn muốn, bạn nào muốn cho xin nữa thì các bạn nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Ok, xin rồi, xin đó đất lấy kim cương nữa kìa, trời ơi thằng nào. Thôi thì nhớ hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo, thì nhớ để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video cho mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại video tiếp theo, bye bye, bye bye đi xin, bye ok, bye bạn.